Welcome to my channel. Hello. Chơi lên level bao nhiêu rồi? Hơn 10 ít. Khó vãi. Nhân phẩm này không biết có lấy được con vật đây không? Mình có được con rồng Leon rồi. Level 30 rồi. Chơi thử phát. Đến cái level này thì phải collect 3 vé. Chứ lúc 3 vé thì mới qua được mà. Mà mấy cái răng cưa toàn 10 máu, 11 máu. Kinh thái trưởng. Nếu có con hệ T anh có đổi đội hình không á? Chắc mình chỉ test xem các hiệu ứng của skill nó như thế nào thôi, chứ tại vì để nâng một con đó lên 12 sao thì rất là tốn kém. Tạm thời là xem skill nó có như quảng cáo hay không thôi. Để nâng lên được hình thì nghiên cứu. Tất cả mình muốn con hệ T hệ nước cơ để bút máu. Chứ hiện tại mấy con hệ sáng các thứ thì không con nào ưng lắm. Có rồng Zumeon đánh dễ hẳn qua màn phát một. Tiếng nhỏ quá bạn, tiếng game hay là tiếng mic hả bạn? Ôi, anh em thì bốc được toàn 100 vé thôi, mình thì không được phát trăm mà toàn x1 cay vãi trường. Nhân phẩm hơi đuối. Mình đang ốm, chắc là mình đang ốm, tiếng mic cũng hơi bé. Có thông báo vô coi đi. Welcome. Từ khi có con dòng nó dễ hơn, nhiều máu hơn.
Hello, hello anh em. Con rồng đấy là con rồng gì? Tháng tư này à? Mình đang nhập lâu quá rồi. Hệ của con rồng là gì ạ? Vừa đi xì tè cho tè hồi mình mua hồi 2020 hồi đấy ơi cái kia thôi hồi đấy cái nhà thế là ngày xưa ở trọ đắt thì là toàn tốt thôi một con về nó ổn áp ở đây cũng có hình máy các thứ nó rẻ sau sang năm 2021-2022 bắt đầu máy móc đắp lên triệu.
mình là người Việt, mình đang thank you.
2 được. 1 triệu 2 được. Anh có mấy con? Con nào em cũng thích. Chơi mình mới có 307 mảnh, không biết CGT có kịp 100.500 mảnh không. 307 em nhớ mình còn mới có 225 mảnh. Nếu mà như Dung Eo mới có vé thì cày một tuần cũng được khá khá rồi, nhưng mà vé này là hơi thọt. Phần Noel không có vé là chắc là thiên nhiên hack rồi đấy, nên là người ta nhà phát hành người ta đã không cho vé ăn Noel nữa. Thơ kia thì khó trúng, ai có tiền nạp tiền không thì cho mình là lên đó. Level 30 rồi, 30, 31 rồi thì nó sẽ lên được 10 set. Nhưng mà ở đây nó ghi là nên 22 giờ nữa thì không biết là như thế nào. Cày lại đây, phần sau lại ra các vé khác này. Phần này đều xanh này, xanh lá rồi màu tím này. Xong rồi cày lại thì level 1 thì hơi thọ. Thằng bùa này chắc là không kiếm được con tên là
không. N thì không tốt bằng D, nhưng mà nếu không D thì dùng N cũng được. Không bị strong attack ấy, nên là vào cũng được, làm con kiểu ngày xưa mình chơi là con pixel ấy, nó có gió để giảm đam thì có thể đánh được level hơn cấp. Không lấy con autumn cũng được, mà con đấy giờ không ra rồi. Có thể like mấy con lên người Lurie trong shop á. Lên người Lurie trong shop thì có con Crystal. Đây Crystal thì con này vừa công vừa thủ luôn, búp đất lên cho nó mạnh. Đánh lan bằng kit này, hai kit này chủ yếu. Lan con này thì dễ hơn, không phải chờ sự kiện gì cả. Không thì là một con Siren. Con Siren ấy cũng ở trong shop, có nửa và nước, nửa thì để clear, còn đâu nước thì để boost đồng đội. Hello bạn Nhật Huy. Con này Berry này như cũng là shop thì phải, nhưng con này thì mắc đam, không có thủ nên là dễ thọt. Chỉ cách kết bạn đi anh nhá. Kết bạn thì bạn kết bạn Facebook, nếu người ta có chơi game thì vào trong Facebook sẽ có, hoặc là qua cái friend này xong vào add referral code, nhập mã của người ta vào thì nếu chung server thì sẽ hiện lên là gửi request friend thôi. Không thì muốn có nhiều bạn ấy thì bạn cứ vào cái friend này xong là có bằng tuổi nên là không cưới thì con gái người ta có thể cưới thôi. Gọi là 27 tuổi. Hoặc là bạn có thể mở cái truy cập vào vị trí ở trên máy tính điện thoại ấy, để nó sẽ quét ra được là cách bạn 10 km thì có ai chơi không, 100 km thì nhiều code ở đây. Anh có cách nào mà ghi tên với bạn được không anh? Game này nó không hỗ trợ người tên bạn phải nhập qua code. Ví dụ như code của mình là E9F ở trên server Windows á. Đây này, file E9F này có 3.300 người đã sử dụng cái code của mình rồi, nhưng mà chỉ 15 người là mình được game thôi. Thì phải copy cái mã này xong là
xong là vào cái OS friend kia. Thường thì kết bạn ở Facebook, ngày xưa lúc mới chơi thì kết bạn ở Facebook với các người nước ngoài ấy, thì họ cùng chơi thì họ sẽ gửi set cho để chơi. Giờ thì kết bạn qua code này thôi. Yes, my referral code is 3E9F. Con anh nhiêu tuổi? Thằng đệ nhà mình thì sinh năm 2020. Bây giờ được 31 tháng rồi. Đi học rồi, đang đi học mầm non rồi. Sắp Tết rồi anh em ạ. Tháng nữa là Tết rồi. Tết năm nay không có gì đặc sắc không? Đã già đi một tuổi rồi. Dragon Pass mùa này thì đầu tư 5 đô. À đâu, mấy đô nhỉ? Không nhớ mấy đô á. À, vì nó có con rồng này đẹp lắm. Cái nhấp nháy các kiểu. Từng 12 mảnh rồi. Bây giờ có ăn unlock cho anh em xem. Lâu vai gần được 2 set. Yes, if you have money, you should buy it. You can collect a lot of and sinking chest to upgrade your team. I think it is good. Cái này mình không nhớ là bao nhiêu, không nhớ là bao nhiêu tiền cái như là để mình check tiền lót có thể như là 4.99 hay sao nhỉ. Bốn phẩy chín chín thì nếu mà được thì làm cái event, làm cái sự kiện một tháng mình sẽ mua cho một người cái Dragon Pass này. Một lát quá cho anh em cái cuối cùng mình vô. Nhưng mà cái việc giao dịch thì có vẻ hơi khó, chắc các bạn phải đọc tài khoản của mình để mình đăng nhập vào, sau đó mình sẽ mua. Xem vào lượng này 4.99 đô, có khoảng 120.000 thôi. Chắc là mình cũng làm giải mình lên cái sự kiện nhá. Xong rồi mọi người để mình thích tham gia các thứ thì mọi người đăng ký thì chắc là phải đọc tài khoản cho mình. Hoặc là mình sẽ mua được cái thẻ Android gì đó. Mình có thể nạp mua được cái pass đấy. Mình sẽ cày cuốc các thứ nó dễ dàng hơn, nó rất là lợi. Nhưng mà các bạn phải chăm chỉ like dòng tháng cơ thì mình nhiều điểm được rất nhiều game các thứ. À thì để mình
nghiên cứu và ra cái sự kiện đó cho các bạn cùng cái của mình. What is the best serum in your opinion? I'm not sure. I'm waiting for Terran Dragon Head Water Element to support my team. Tyranod is good, but I think I can get it because the event is really hot. Dòng mang vườn trong shop dễ like mà nó cũng mạnh ấy, nó không phế, à miễn phí nhưng cũng không không phải là phế. Anh em có thể nay tạm dùng dùng chính cũng được. Cách nhà mua cái thẻ. Hello, welcome to my channel. Gíp cạc nữa. Xếp ở đây có lại gíp cạc. Đô là 160. Nếu mà người thích thì mỗi tháng mình sẽ mở sự kiện một lần và tặng một người may mắn có thể này một cái hết cái để chơi rồi nhau. Chờ hai mươi bốn phút nữa xét thôi. Hello.
Yes, I'm speaking to you. Can you hear me? Sick. So my voice not good now. Chỉ thì mình đã được 225 cái đợt đầu show này đi được một phần mấy chặng đường, 1/6, 1/7 chặng đường rồi, thì hy vọng 3 tuần nữa chắc là không thiếu con đầu tiên rồi. Cái sự kiện này là gần grip này nó đi về end 20 giờ nữa thì nó sẽ reset lại từ đầu, sẽ bao giờ vô non mới thì cái level này sẽ về 1, sau đó mình không biết phần unlock rồi nó có hơi đến không phải khó chờ thôi. Sang game khác chơi anh em, như giống sang xây nhà. Sorry, I don't understand your question. Stardust. I'm Vietnamese, not Thailand. Thailand. Ok, sang game tiếp theo là game xây nhà anh em ạ. Skyland. Đó, City Skyland. Game này khá là cũ rồi, 2015 cơ. Cảm thấy xây cũng hay hay ho. Số có 44.000 người, có
đường cơ bản phát. Game gì đi anh chơi nào? Game này City Skyline. Quy hoạch thôi. Thấy cái mức độ vượt quy hoạch khó như nào. Chơi kiểu bật không giới hạn tiền rồi không giới hạn đồ vật, chứ nếu mà chơi thật thì nó còn khó nữa. Sống được. Xây nhà các kiểu luôn, xây khu công nghiệp, xây nhà dân, xây chung cư. Chung cư ở đây là cái view đẹp này, tham vào xem hơi bụi tí. Theo anh con P với con N con nào hữu ích hơn à? Con P thì mọi người cứ bảo bom xịt, mình cũng không chơi nó nhiều, nhưng mà thấy vào tương lai kết hợp được con T nó sẽ có nhiều biến hóa hơn, nên là nếu được thì bạn đi thử con T để sau này kết hợp được con P, để sau này kết hợp được con P xem có gì khác bọn thật không. Như L thì cũ rồi. Đầu giác thì xả giác cứ bị bỏ hoang là sao? Không có người về à?
xây nghĩa trang để chôn người chết luôn. Kinh đã. Sao không nói được điều này? Nâng cấp đường. Đúng. Anh chỉ nói cái đường bé thôi. Phải trực thăng thì sẽ nút lên đây thì chắc là sẽ nâng cấp được cái đường lên. Nó đường to rồi, đi nó sẽ thoải mái hơn. Game này chơi trên điện thoại được không á? Điện thoại thì nó không có cái game này đang nặng, nhưng mà hôm nay mình mới tìm được game khác. Đó là game hôm nay có chơi được một thời gian, nó cũng là ná này, nhưng mà đây Sim City Build cũng chơi được, nhưng mà nó không có chế độ mắc tiền này mà phải có thời gian chờ các thứ, nên là hơi vất vả. Xây các thứ hết cái này nhẹ hơn, không đủ nhân công có trình độ. Y tế ai xây hậu sự trong cấp này. Xây thêm nhà cửa đây. Mình thì không học kiến trúc nên là mình cứ xây thẳng thôi cho nó dễ căn. Nó sẽ đẹp lắm. Thật luôn, xây phát đó xe chạy qua. Hello. Hello, welcome to my channel. Xây nhà xong rồi.
đi đường nước. Game này là game offline thôi, không phải online. Livestream không có ai xem thì buồn lắm, buồn thật. Có thể mọi người không muốn chơi game này hoặc là chán cái kia rồi, thứ mình muốn chơi chơi thôi. Cảm ơn bạn nhé. Học hành này thế nào rồi? Sắp thi học kỳ chưa? Mai lại phải đi làm rồi. Dạo này công việc khá là vất vả. Cảnh cũng sấp mặt, ốm đấy chứ. Nhà ốm, mệt. Không đủ thực phẩm, không biết cho thực phẩm là kiểu gì. Trang có rác cho thật đúng rồi. Sắp thi rồi mà môn hóa yếu, sinh lý quá. Nó dễ mà, cứ mua quyển các bài tập 30 bài gì đấy, giải về tự giải hết là có các dạng bài về giải hết là xong mà. Lên trình nhanh về lù luôn. Trước mình cũng luyện ở đấy bá đạo. Úi xa, nhà cửa mà quên luôn. Có kế hoạch xong. Chỗ này xây rồi chưa lên à? Xây thêm mấy sân chơi cho đời sống nhân dân. Happy. Và sao cứ bỏ hoang, nó không đi chơi rồi thì họ mới ở. Chưa xây hả? Xây chung cư thôi. Mặt đất rồi xây chung cư thôi. Không đủ nước à? Sao anh không thử đổi content hay edit cao siêu gì để sớm 100.000 sub? Content á, tức là đổi sang game khác. Còn edit cao siêu thì mình không sáng tạo lắm. Không
không có khiếu để edit nội dung các kiểu và nó khá là mất thời gian ấy, nên là chậm mà ít mọi người ít xem, là mọi người đầu tư thời gian để edit nội dung các thứ hay ho hơn. Mình bận nên là thôi, có gì xài nấy vậy. Bão ui à. Cố gắng được 100.000 sub nhưng chắc phải 2 năm nữa. Bão rồi, mưa bão rồi. Sập nhà hồi nào cũng à. Sớm xét. Cháy cháy. Chạm cứu hỏa đây rồi mà vẫn để cháy à. À phải đắp máy cứu hỏa trực thăng. Sống ở khu nào Hà Nội? Mình ở chỗ Sipucha, gần chân cầu Thăng Long á. Cháy xe còn cháy không, em đi đây tí rồi lại thôi, bye bye bạn. Mình cũng chuẩn bị họp đây, đang ốm nên là cho đi ngủ sớm thôi. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Ui cháy nhiều quá. Máy bay đến chữa cháy. Rác chất thành đống rồi. Bãi rác này, nó đốt rác. Nối thêm mấy cái đường để cho bãi rác. Kéo nước ra. Cho bệnh viện đây cho sang.
anh em.